Tạp chí Hóng Game thì là một playlist mà chúng mình xây dựng để ghi lại những tin tức đáng chú ý trước khi đi sâu và sản xuất các video riêng về từng tựa game hay là một câu chuyện cụ thể. Chúng mình rất vui khi nhận được những phản hồi tích cực từ các bạn về series này và chắc chắn là sẽ có rất nhiều nội dung hấp dẫn hơn nữa đang được phát triển để gửi đến mọi người. Chúng mình hoàn toàn đồng ý rằng là ý tưởng này được học hỏi từ những channel đi trước. Tuy nhiên thì chúng mình khẳng định rằng là những nội dung và chi tiết trong từng video thì đều được chúng mình biến soạn từng câu chữ. Chính vì vậy mới có những thiếu sót mà cần các bạn góp ý ở dưới phần bình luận trong video. Chứ nếu mà sử dụng thuật sao chép của thầy Kakashi trong Naruto thì chắc hẳn là các bạn không phải góp ý nhiều rồi ha. Chúng mình tin rằng là việc học hỏi là việc quan trọng và cần thiết để hoàn thiện bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Nếu bạn là một người mới thì hãy đăng ký ngay để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin thú vị nào từ chúng mình nhé. Chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau chia sẻ niềm đam mê, thảo luận về những tin tức sôi nổi của thị trường game. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye!